Dạ, nếu sư khá cầm mít được cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. À, có sư Tâm Phương nữa. Dạ, mời Tâm Phương nha. Dạ alo. Dạ alo. Dạ kính cảm ơn chị Đằng Đông, cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Dạ An Nhiên. Dạ Tâm Phương mới thấy một cái bài học mà không biết sao sao sao, sao có một đoạn ha. Dạ kính Huỳnh quá thân lá cho Tâm Phương xin bài học. Dạ. Trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, dạ ân Đức Pháp Phật Đức Tăng, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, dạ Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng, con kính đảnh lễ với cô tu nữ. Dạ con xin đọc kinh Tiểu Bộ. Dạ kinh Tiểu Bộ chương 3, ba pháp, phẩm 4, bài 89. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, vị chinh phục bởi ba phi diệu pháp, với tâm bị chúng xâm chiếm, đê quá đắt tạ, bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú cả kiếp ở đây, không thể cứu chữa. Thế nào là ba? Bị chinh phục bởi ác dục, tâm bị ác dục xâm chiếm, đờ quá tắc, bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào. Dạ. Bị chinh phục bởi ác bằng hữu, với cái tâm bị ác bằng hữu xâm chiếm, đơ quá đắc tá, bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú cả kiếp ở đấy, không thể cứu chữa, dầu cho còn có những cái thượng pháp cần phải làm, do đạt được những chứng đắc đặc biệt, nhưng chỉ có giá trị tầm thường. Đơ quá đắc tá đã dừng lại giữa đường. Này các tỳ kheo, bị chinh phục bởi ba nghi diệu pháp này, với tâm bị chúng xâm chiếm, đơ quá đắc tá, bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú cả kiếp ở đấy, không thể cứu chữa. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Người khởi lên ác dục, không được sanh đời này. Hãy biết nhờ điểm này, sanh thú, người ác dục. Ta được nghe như vậy, như sau. Về đề Quát Đá Tá, được biết là hiền trí, được nhận có tự ngã, đã đứng được chói sáng với danh vọng, tự xem mình bằng ngài, đã chống lại Như Lai, do vậy bị rơi vào cõi địa ngục A Tỳ, với bốn cửa đóng chặt, đầy đủ những cái sợ hãi, chắc chắn ai xâm phạm, vì không có ác tâm, vì không làm điều ác, phải cảm xúc ác ấy, vi tâm bị uế nhiễm, không có biết tôn trọng, ai nghĩ làm ô nhiễm toàn cả bể đại dương, với các ghè đựng đầy cả với cái thuốc độc, không thể ô nhiễm được, vì đại dương quá lớn. Cũng vậy, đối với Như Lai, ai lấy lời làm hại,
Vì đường đi chơn chánh, có tâm an tịnh, lời nói không dùng tới, bậc chứng ngộ như vậy, bậc trí cần làm bạn với một người như vậy, cần phải gần thân cận với người được như vậy. Tỷ kheo cùng đi theo một tuyến đường người ấy, vị ấy sẽ đạt đến sự đoạn diệt khổ đau. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con đã đọc xong bài. Còn con xin kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Huyền, con xin kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con xin kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng. Dạ, kế tiếp con xin nhường mic lại cho vị kệ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn sức tâm hương. Dạ, Sú Khá còn trong đạo tràng không, Sú Khá? Sú Khá ơi. Dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Huyền, cùng chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, vậy là Sú Khá không cầm được. Dạ, còn 3 phút nữa là thời giờ giảng dạy của Thượng Tọa. Dạ, con xin được ôn bài rồi con thỉnh Pháp Sư luôn. Nếu vị nào chưa đọc bài, chưa đọc bài thì kính mời bằng tay Nhục Quỳnh nhường mic. Còn không thì Nhục Quỳnh sẽ đọc bài rồi Nhục Quỳnh thỉnh Pháp Sư luôn ạ. Dạ, Quỳnh. Rồi, cảm ơn như bạn Sú Khá. Dạ, cảm ơn Quỳnh Quá Tha Ná cho bài học. Kinh Tiểu Bảo Itibuttaka chương 3 ba pháp, phẩm 4 bài 89 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, bị chinh phục bởi ba phi diệu pháp, với tâm bị chúng xâm chiếm, đê qua đắc tá, bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú cả kiếp ở đấy, không thể cứu chữa. Thế nào là ba? Bị chinh phục bởi ác dục, tâm bị ác dục xâm chiếm, đê qua đắc tá, bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú cả kiếp ở đấy, không thể cứu chữa được. Bị chinh phục bởi ác bằng hữu, với tâm bị ác bằng hữu xâm chiếm, đê qua đắc tá, bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú cả kiếp ở đấy, không thể cứu chữa. Dầu cho còn có những thượng pháp cần phải làm do đạt được những chứng đặc biệt, nhưng chỉ có giá trị tầm thường. Đê và Đắc Tá đã từng đã dừng lại giữa đường. Này các tỳ kheo, bị chinh phục bởi ba phi diệu pháp này, với tâm bị chúng xâm chiếm, đê qua đắc tá, bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú cả kiếp ở đấy, không thể cứu chữa. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Người khởi lên ác dục, không được sanh đời này, hãy biết nhờ điểm này, sanh thú người ác dục. Ta được nghe như sau này, đê qua đắc tá, được biết là hiền trí, được nhận có tự ngã, đã đứng được chói sáng, chói sáng với danh vọng tự xem mình bằng ngài, đã chống lại Như Lai, do vậy bị rơi vào cõi địa ngục A Tỳ với 4 cửa đóng chặt, đầy đủ những sợ hãi, chắc chắn ai xâm phạm, vì không có ác tâm, vì không làm điều ác, phải cảm xúc ác ấy. Vì tâm bị ô nhiễm, không có biết tôn trọng, ai nghĩ làm ô nhiễm toàn cả bể đại dương với các ghè đựng này, đầy cả với thuốc độc, không thể ô nhiễm được. Vì đại dương quá lớn cũng vậy, đối với Như Lai,
ai lấy lời hãm hại. Vì đường đi chân chánh có tâm an tịnh, lời nói không dùng tới bậc kiến hữu như vậy. Bậc trí cần phải làm với một người như vậy, cần phải gần thân cận với người được như vậy. Tỷ kheo cùng đi theo một tuyến đường người ấy, vị ấy sẽ đạt đến sự đoạn diệt khổ đau. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con đã thấy lâu giờ hết một phút. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đã hoan hỷ lên ông bài. Bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa giác tặng, thượng tọa Pháp Tân giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Sa Qua Tô Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha Sa Qua Tô Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha Sa Qua Tô Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, cho hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm hương độc cha ngài và dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn khổ cập, ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự vi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tới mê cầu được trí trí vẹn toàn. Dạ, trước khi con thỉnh sư lên giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Dạ, cảm ơn Sẵn Đông. Bài học hôm nay, Kinh Tiểu Bộ Itivut Chaka, chương 3, ba pháp phẩm 5, bài 90 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba tinh thành tối thượng này, thế nào là ba? Này các tỳ kheo, so sánh các chúng sanh không chân, hai chân, bốn chân, hai nhiều chân, có sắc hay không có sắc tưởng, không có tưởng, hay không có tưởng, không không có tưởng, Như Lai là tối thượng đối với chúng, tức là bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác. Này các tỳ kheo, những ai có lòng tin với Đức Phật, những vị ấy có lòng tin, có lòng tín thành nơi tối thượng. Với những ai có lòng tín thành nơi tối thượng, quả dị thục là quả tối thượng. Này các tỳ kheo, so sánh các pháp hữu vi hay vô vi, ly tham được xem là tối thượng đối với họ, tức là kiêu mạn bị nhiếp phục, khát ái bị chế ngự, chấp nhận được nhổ lên, lưu chuyển bị cắt đứt, ái diệt, ly tham đoạn diệt niết bàn.
Này các tỳ kheo, những ai có lòng tinh hành nơi ly tham, những vị ấy có lòng tinh hành nơi tối thượng. Với những ai có lòng tin nơi tối thượng, quả dị thục là quả tối thượng. Này các tỳ kheo, so sánh tăng chúng hai hội chúng, tăng chúng đệ tử của Như Lai được xem là tối thượng, tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng chấp tay, là rụng phước vô thượng ở đời. Này các tỳ kheo, những ai có lòng tinh thành nơi tăng chúng, những vị ấy có lòng tinh thành nơi tối thượng. Với những ai có lòng tinh thành nơi tối thượng, này các tỳ kheo, có qua ba quả dị thục là quả tối thượng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Những ai có lòng tin nơi tối thượng chính là sự rõ biết, biết chánh pháp tối thượng. Những ai có lòng tin nơi Đức Phật tối thượng, bậc vô thượng sáng, xứng đáng được cúng dường. Những ai có lòng tin nơi chánh pháp tối thượng, những pháp rời bỏ tham, an tịnh thật tịnh lạc. Những ai có lòng tin nơi tăng chúng tối thượng, những ruộng phước công đức vô thượng không gì hơn. Những ai đã bố thí với đối tượng tối thượng, công đức được tăng trưởng, tăng trưởng đến tối thượng, thọ mạng được tối thượng, dung sắc cũng tối thượng, danh vọng tiếng đồn tới. Dạ, không xin đọc lại. Danh vọng tiếng đồn tốt, an lạc với sức mạnh, bậc trí có bố thí vị tối thượng, vị định tĩnh, thiền định trong chánh pháp tối thượng. Chư thiên hai loài người đạt được sự tối thượng, họ sung sướng hân hoan. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, bản kính chăng đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong trung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng Từ Bi Quan Hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Sư có nghe được âm thanh của con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Để con kính nhân mít đến sư. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Mai Giả, Nam mô Sang Khai Giả. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay là chúng ta học qua một cái phẩm 4 ở trong Itivuttaka, kinh tiểu bộ này. Thì cũng là học ở trong ba cái chi pháp mà ở cái bài kinh số 90 La Mã này. Để trước khi giảng cái bài học hôm nay đó, thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Sau đó chúng tôi sẽ giảng với bài học này. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Arahang Samma Sambuddho Vic Subhatip Soakato Vakavata Thammo Thammang Namasa Nisubhatip Bano Vakavato Savakasangko Sankang Namasa Mi. Kính đảnh lễ ân Đức Phật Bảo, kính đảnh lễ ân Đức Pháp Bảo, kính đảnh lễ ân Đức Tăng Bảo. Nguyện cầu mân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giả. Cảm ơn cô Rận Đông, cảm ơn cô Quang Nguyệt
Như là thường lệ thì chúng ta sẽ học cái bài kinh này. Thì thời gian gần đây thì chúng tôi chịu trách nhiệm đảm nhiệm về kinh tiểu bộ này, một phần của một bộ kinh ở trong nhiều cái tập kinh của tiểu bộ. Thì trong cái Itivataka này chúng tôi chịu trách nhiệm để giảng. Thì thời gian nó cũng đã qua nhiều rồi, cũng không biết là còn được bao nhiêu, chúng tôi chưa có kiểm chứng lại được hết. Nhưng mà rồi đó thì cứ mỗi một tuần giảng một lần, không biết là một bài. Có những tuần thì bận công việc đột xuất cho nên là không có thể giảng được. Bây giờ thì trước khi đi vào bài học hôm đó thì chúng tôi xin tóm lại cái ý ở trong cái bài kinh này. Cái bài kinh La Mã này đó thì Đức Phật Ngài dạy rằng, này các tỳ kheo, có ba tính thành tối thượng này. Thế nào là ba? Thì bây giờ là Đức Phật Ngài nói là, này các tỳ kheo, so sánh với các chúng sanh không chân, hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay không có tưởng, hay không 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 có tưởng, Như Lai được xem là tối thượng chúng sanh, là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Là Đức Phật Ngài nói Ngài là một bậc tối thượng ở trong cái muôn loài đó. Thì bây giờ chúng ta nhìn ở trong cái cõi nhân loại của chúng ta đó, thì có những loài có chân, có những loài không có chân, có những loài hai chân, hoặc là những loài không có chân. Hoặc là chúng ta đọc ở trong kinh Tương Ương Bộ thì Đức Phật Ngài có dạy rằng giữa các loài hai chân chánh giác là tối thắng. Tức là nếu mà các loài hai chân là chỉ cho các vị chỉ cho người của chúng ta, hay hoặc là các vị chư thiên ở cõi dục giới, hay là cả cái phạm thiên, hay là sắc giới hoặc vô sắc giới, hoặc là sa môn bà la môn, chúng ta gặp cái trường đó, giữa các loài hai chân chánh giác là tối thắng. Thì ở đây là chỉ cho nhiều chủng loại sinh loại ở trong cái thế giới mà chúng ta được gọi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì có những loài có chân và những loài không chân, có loài hai chân và có loài nhiều chân. Nhiều chân như là rết á, là chúng ta thấy nhiều chân. Rồi không có chân là như rắn này cũng không có chân. Rồi hoặc là loài hai chân hoặc là bốn chân, tùy theo. Rồi loài có sắc hoặc là không sắc. Sắc ở đây là mình có thể nói là cõi dục của chúng ta là những loài có sắc, hay hoặc là những trời chư thiên, những vị phạm thiên sắc giới thì cũng đều là có sắc, nhưng mà sắc của họ là sắc tế. Rồi loài không có sắc là cõi vô sắc. Rồi loài có tâm hay là không có tâm, có tưởng không có tưởng, này ở chỗ này tưởng có tưởng á, tưởng ở đây là những chúng sanh có tâm, có tâm. Chỉ có cái cõi mà không có tâm là cõi vô tưởng, cho nên là không có tâm. Cõi đó là ở trong nhầm, ở trong cái cõi sắc giới. Sắc giới. Cái thứ hai nữa là loài không có tâm là cõi vô tưởng. Mà loài có tâm mà không có sắc thì cõi là cõi vô sắc, không có tâm. Thì bây giờ nói ở đây đó là chúng ta nhớ là một cái câu là Đức Phật được xem như là một cái vị thầy của chư thiên và nhân loại. Sathade Vatmanu Sanang Putho. Sathade quá ở đây là chỉ cho thầy của chư thiên. Vatmanu Sanang, Vatmanu ở đây là chỉ cho nhân loại, thầy của chư thiên và nhân loại. Đức Phật có một cái hồng danh đó. Cho nên ở đây đó là chỉ cho đối với Đức Phật, Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Bởi vì Ngài là một vị thiên nhân sư mà, thầy của chư thiên và nhân loại. Bởi vì vậy đó, cho những ai mà có cái tâm tính thành, tức là chúng ta khởi cái niềm tin của mình đối với Đức Phật chánh đẳng chánh giác, đối với Đức Phật. Mà ở trong trường hợp này thì chúng ta thấy là đối với Đức Chánh Đẳng Chánh Giác là Đức Phật của chúng ta đó. Thì
như thế nào được gọi là niềm tin, niềm tin đối với Đức Phật. Bởi vì theo cái dân gian á, thì người ta quan niệm là Phật là như vị một vị thần linh thôi. Hoặc là có khi đó là người ta được so sánh và ví dụ Đức Phật như là một ông bụt, ông tiên gì đó ở trên trời, có đủ cái ban cái phép màu, có thể là cứu khổ cho muôn loài. Khi mà ngài có khi mà mình cầu khẩn cái gì đó thì Phật sẽ ban cho chúng ta được những cái điều đó, theo dân gian là như vậy. Nhưng mà Phật á, chúng ta hiểu cho một cái từ gọi là đúng ở đây đó, là một vị, cũng là một nhân vật lịch sử và là một Đức Phật đã hoàn toàn giác ngộ. Nếu mà nói chúng ta nói về lịch sử thì Đức Phật là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia ở tại vương quốc Kapila Quách Thú, ở thành Kapila Quách Thú chẳng hạn, tức là Ca Tỳ La Vệ đấy. Thì đó là lịch sử, đó là lịch sử. Nhưng mà Phật á, chúng ta hiểu ở trong kinh điển á, thì là vị lịch sử đó đã từng tu tập, đã là có xuất hiện trong cuộc đời này, đã từng tu tập và đã giác ngộ ở dưới cội cây Bồ Đề, thành Phật. Thành Phật ở đây đó là một bậc chánh đẳng chánh giác. Bởi vì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật đó thì là một điều đó, chúng ta thấy rằng là những ai mà có duyên thì được Đức Phật tiếp độ. Điển hình như là Đức Phật thuyết pháp cho người đó, rồi cái người đó khởi một cái tâm tịnh tín đối với ngài, được đảnh lễ ngài và được cúng dường với ngài, thì người đó đã gieo cái duyên lành, cho nên là cái người đó họ được nhiều cái phước báo lắm. Có ít lắm á, trong cái phước báo á, thì nếu đó người đó có được một lần đảnh lễ bằng với cái tâm tịnh tín của mình, và nếu một cái có một lần được cúng dường với cái tâm tịnh tín của mình, thì cái người đó họ phải nói rằng là họ được sanh thiên, sanh lại làm trời làm người, rất là cái gọi là cái lợi ích rất là lớn như vậy. Bây giờ khi mà Đức Phật là một cái vị mà hoàn toàn giác ngộ thì chúng ta hiểu ở đây đó là bậc đã ly cấu trần, tức là phiền não không có. Vì đó đó Đức Phật có ba cái ân đức mà chúng ta cần phải tìm hiểu ở đây. Đối với vị chánh đẳng chánh giác á, thì vị đã hoàn toàn giải thoát. Nói như vậy thì không có nghĩa là các bậc thinh văn không có hoàn toàn giải thoát, mà nói ở đây đó là vị Đức Phật chánh đẳng chánh giác đã hoàn toàn giải thoát. Bởi vì một vị A-la-hán chánh đẳng chánh giác, cái chữ mà gọi là A-la-hán Samma-sambuddho, tức là chỉ cho là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, chúng ta đọc đầy đủ là như vậy. Thì cái vị đó có ba cái ân đức mà chúng ta cần phải nhớ. Đó là lòng từ bi rộng lớn, gọi là bi đức. Đức Phật có cái lòng từ bi rộng lớn. Ngày hôm nay đó chúng ta được hiểu cái giáo pháp, lời dạy của ngài, chúng ta được tắm mình sống ở trong lời dạy của Đức Phật. Tất cả những cái thiện sự mà chúng ta hành, chúng ta làm đều là nhờ cái ân đức của Phật. Bởi vì Đức Phật là một cái vị mà đã giác ngộ và đã thuyết pháp độ đời. Cho nên ở trong những cái kinh khác, Tăng Chi cũng hạ chẳng hạn, hoặc là nhiều cái kinh khác, Trường Bộ, Trung Bộ, chúng ta gặp ở đâu đó vài cái câu mà chúng ta lại thấy rằng Như Lai là một vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, mang lại lợi ích cho phần đông, mang lại lợi ích cho chư thiên và loài người. Vị ấy là ai? Vị ấy là Như Lai chánh đẳng chánh giác. Chúng ta lưu ý như vậy. Cho nên là Đức Phật đã có cái lòng từ bi rất rộng lớn đối với chúng ta, lòng bi rộng lớn với chúng ta, vì ngài thương mình, thương chúng sanh. Kể từ khi là còn là Bồ Tát phát nguyện
trong lòng rồi phát nguyện ra lời đó. Ngài có một cái kiếp Bồ Tát, Ngài bị đi ở trên cái chiếc thuyền, rồi bị sóng gió dập bể cái chiếc thuyền. Ngài ôm cái mảnh ván đó mà Ngài lội vào trong trong bờ ấy. Thì Ngài phát nguyện do cái sự tinh tấn đó đó, mà sau này đó là Ngài thành Phật, tinh tấn bơi lội để mà đi vô lội ở trong, ở ngoài biển khơi mà vô trong bờ đó. Mà Ngài nguyện rằng là sau khi mà Ngài giác ngộ thành Phật ấy, Ngài tiếp độ chúng sinh, Ngài tiếp độ chúng sinh. Thì từ đó đó là Ngài đã có cái lòng bi đối với tất cả chúng sinh rồi. Và khi mà ngay cả cái kiếp chót cuối cùng á, thì Ngài cũng là một cái vị mà Ngài khẳng định lại một điều, đó là Như Lai ra đời vì lợi ích cho phần đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Vị ấy chính là ai? Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, chính là Đức Phật. Cho nên Đức Phật có cái lòng từ bi rộng lớn đối với chúng ta, chúng ta hiểu vậy. Rồi vì vậy cho nên là Ngài, khi mà Ngài thành Phật rồi, Ngài thực hiện năm điều mà chúng ta được gọi là Buddha-kicca, tức là năm cái việc mà Ngài làm hàng ngày, xem như là những việc làm hàng ngày của Ngài. Mỗi buổi sáng dậy thì Ngài quán coi chúng sanh, có những chúng sanh nào tiếp nên tiếp độ, thì Ngài bắt đầu là thấy cái chúng sanh đó có cái duyên lành thì tự động Ngài đến đó để Ngài tiếp độ chúng sinh đó. Trưa lại thì Ngài đi trì bình khất thực để mà tiếp độ chúng sanh. Những ai được cúng dường, được đảnh lễ Ngài thì người đó có cái lợi lạc rất là lớn. Rồi buổi chiều lại thì Ngài lại thuyết pháp cho hàng thủy ở nơi nào mà Ngài ở. Thì chiều chúng ta thấy là những người cư sĩ cận sự nam, cận sự nữ, họ đến nhau, họ đến cái nơi mà Đức Phật ở để Ngài họ nghe pháp. Và buổi tối lại thì Ngài lại là tiếp độ, tức là Ngài giáo giới cho chư tỳ kheo, những vị tỳ kheo đệ tử của Ngài, Ngài giáo giới, Ngài nhắc nhở dạy dỗ cho chư tỳ kheo. Và phía lại thì Ngài lại thuyết pháp cho chư thiên. Như vậy thì những năm cái việc làm này đó, Ngài làm đều trong suốt quãng đời của Ngài. Cái đó là gì? Cũng là vì lợi ích cho chư thiên loài người, phát xuất từ lòng cái đức bi, lòng từ bi của Đức Phật. Cho nên là Ngài có một cái ân đức đó. Cái thứ hai nữa là Ngài có cái tịnh đức. Tịnh đức ấy, tức là phiền não lậu hoặc những cái phiền não ở nơi lòng của Ngài không có. Vì đã phủ sạch từ ngay lúc mà giác ngộ với cội cây Bồ Đề để mà trở thành bậc chánh đẳng chánh giác ngay từ đó rồi. Cho nên là Ngài không có. Ngài không có, Ngài luôn luôn có một cái việc là Ngài hoàn toàn thanh tịnh, dù ở cái nơi này, nơi kia, ở nơi phồn hoa đô hội, hay cái nơi thanh vắng như thế nào, rừng núi, sơn lâm như thế nào, nhưng mà cái lòng tâm của Ngài hoàn toàn thanh tịnh. Chúng ta lưu ý cho đó, không có. Cho nên là trong kinh ghi lại có khi đó là vua, có khi là ma vương theo dõi suốt quãng đời của Đức Phật, xem coi Đức Phật có những khởi lên những cái ý niệm vì sai lệch hay không, tức là ý niệm tham sân si phiền não, thì hoàn toàn ma vương không có biết được cái điều đó và không thấy được những cái điều đó. Cho chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật là Ngài có một cái lòng thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh tuyệt đối, không có một chút bợn nhơ của phiền não. Bậc thánh hữu học thì có khi thì có những cái phiền não còn dư sót lại, nhưng mà đối với đặc chánh đẳng chánh giác thì các ngài là không có. Đối với Đức Phật thì Ngài không có cái phiền não bất cứ thời điểm nào, bất cứ lúc nào, bởi vì Ngài không có phiền não mà. Cho nên cái tâm của Ngài hoàn toàn thanh tịnh, không có những cái bợn nhơ cấu quế của phiền não. Cho nên nếu mà nói là thanh tịnh là vậy, thanh tịnh là tuyệt đối không khởi lên, không có những cái khởi lên những cái tâm bất thiện, bởi vì Ngài đã diệt tuyệt diệt các cái phiền não đó rồi. Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu không có đối với Ngài.
hoàn toàn không có phiền não ở trong đó. Chúng ta thấy vậy. Cái đức thứ ba của Đức Phật đó là Ngài có một cái trí tuệ gọi là tuệ đức. Tuệ đức. Cái tuệ đức này đó ở nhiều trong kinh Trung Bộ đã khẳng định. À, điều mà chúng ta thấy ở đây đó là đối với Đức Phật đó, thì Ngài cũng đã tuyên bố cho đến khi nào Như Lai thấy được giác ngộ được bốn sự thật, cho đến khi ấy Như Lai tuyên bố Như Lai là vị giữa chư thiên, Ma Vương, Phạm Thiên, vân vân. Ngài Như Lai là một bậc chánh đẳng chánh giác. Như vậy để mà giác ngộ bốn sự thật đó là vị mà đã thấy rõ được cái nguồn gốc sanh tử luân hồi của chúng sanh, nguyên nhân đưa đến đau khổ, nguyên nhân đưa đến đau khổ luân hồi cho chúng sanh, nguyên chúng sanh đang đau khổ như thế nào Ngài biết rõ, và pháp đưa đến sự tịch tịnh như thế nào, giải thoát không còn đau khổ như thế nào. Đó là gì? Đạo đế. Và cái chỗ, cái điều mà hoàn toàn chúng sanh không còn khổ đau nữa, đó là chấm dứt hoàn toàn tha mái. Cho nên là chúng sanh không còn khổ đau nữa. Đó là diệt đế. Đó là diệt đế. Cho nên một bậc mà hoàn toàn giác ngộ ở đây, Ngài thấy được cái nguyên đưa đến luân hồi cho chúng sanh, đau khổ cho chúng sanh. Rồi Ngài biết được những chúng sanh hiện khởi ở trong các cái cảnh giới, và pháp nào đưa chúng sanh thoát khỏi cái sự khổ đau đó. Điều đó Đức Phật Ngài là một vị biết rõ, thấy rõ và chứng nghiệm những điều đó. Biết rõ những điều đó. Cho nên là trong thế giới này, khi mà Ngài chứng nghiệm, mình nó gọi là tam minh, tức là túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh. Túc mạng minh ở đây tức là biết được cái đời sống của mình và mọi chúng sinh, bất cứ kiếp nào, biết được cái kiếp này là sanh như thế nào, ở đâu, rồi như thế nào, ở cảnh giới này làm người, làm trời, làm A-tu-la, làm quỷ, địa ngục, ngạ quỷ gì đó, thì đều thấy rõ, biết rõ những điều đó. Rồi chúng sanh cũng vậy, Ngài cũng biết rõ chúng sanh ở các cái cảnh giới vậy, ở kiếp này kiếp kia, nếu cần thì Ngài sẽ vận dụng cái điều đó để Ngài biết, trí tuệ để mà Ngài biết rõ những điều đó. Rồi Ngài chứng được cái điều nữa là biết bản thân của mình là chứng nghiệm những cái gì, kiếp này ở đâu, kiếp kia ở đâu. Cái thứ hai nữa đó là Ngài chứng về cái sanh tử minh. Sanh tử minh hay còn gọi là thiên nhãn minh đó. Nhưng mà cái sanh tử minh ở đây đó, là nói đến cái nguyên nhân, nghiệp lực, hành vi mà đưa đến cái chúng sanh hiện khởi trong cái đời sống này. Ngài biết rõ những điều đó. Và cái cuối cùng là Ngài chứng được cái gọi là lậu tận minh, tức là những phiền não lậu hoặc được đoạn tận, tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, là những pháp ngâm tẩm nhận chìm chúng sanh sanh tử luân hồi khổ đau. Do những cái pháp đó cho nên chúng sanh luân hồi sanh tử đau là như vậy. Vì vậy cho nên là Ngài chứng nghiệm về lậu tận minh, tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu được, vô minh lậu được loại bỏ, không còn nữa, triệt tiêu, không còn nữa. Như vậy thì Ngài chứng về tâm minh, chứng về tâm minh. Và như vậy thì một vị mà chánh đẳng chánh giác là Ngài có được cái trí tuệ hiểu biết được những cái điều đó. Ngài có ba cái ân đức đó. Cho nên là khi mà mình đảnh lễ Đức Phật, mình khởi cái niềm tin đó, là mình học theo lời dạy của Phật, rồi mình tin theo lời dạy của Đức Phật, hiểu theo lời dạy của Đức Phật và thực hành theo lời dạy của Phật. Bởi vì cái việc chính là Đức Phật mong muốn mình là thực hành theo cái phương pháp mà Đức Phật Ngài đã dạy. Bởi vì Ngài đã trải nghiệm qua rồi, Ngài đã chứng nghiệm những điều đó rồi, chứ không phải là nói trong cái lý thuyết suông, cũng không phải là mặc khải từ ai mà truyền lại cho Ngài, mà chính bản thân Ngài đã chứng ngộ những điều đó.
Cho nên là mình có cái sự chứng ngộ. Một người mà khởi cái niềm tin đối với Đức một cách tuyệt đối, một cách hoàn toàn, có một cái niềm tin, thì cái người đó đó sanh trong sanh tử luân hồi này, họ cũng luôn luôn được cái sự lợi lạc, lợi lạc rất là lớn. Và đặc biệt là khi một người mà có niềm tin, nhờ đó mà người đó thực hành cái giáo pháp của Đức Phật, thì người đó được một cái lợi lạc nữa, đó là an, mang đến cái sự an lạc giải thoát ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Đó là như vậy. Cho nên là chư tổ chúng ta thường nói một cái câu là lễ Phật giả là kính Phật chi đức. Tức là mình lại Đức Phật là bởi vì mình kính cái ân đức Đức Phật. Có ba cái đức mà chúng tôi vừa thưa: lòng từ bi rộng lớn, và cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, dứt sạch những cái phiền não, và cái trí tuệ hiểu biết bao la rộng lớn. Vì vậy cho nên là tổ đức chúng ta mới dạy là lễ Phật giả kính Phật chi đức. Mình lại Đức Phật là mình kính cái ân đức của Phật. Kháng kinh giả là minh Phật chi lý. Tức là mình tụng kinh là để coi Đức Phật dạy chúng ta. Mình xem kinh là để coi Phật dạy chúng ta cái gì. Cái lý Đức Phật dạy chúng ta cái gì. Để chúng ta biết mà thực hành theo. Là như vậy. Rồi tọa thiền giả là đăng quang chi cảnh. Có nghĩa là một người tọa thiền là tìm cái sự an tịnh nội tâm. Và an tịnh nội tâm đó, để mình tìm cái sự an lạc từ trong nội tâm do cái sự tọa thiền của mình, ngồi thiền của mình, sự thiền tập của mình, mình có được cái sự an lạc đó. Như vậy thì điều mà đầu tiên là chúng ta khởi cái niềm tin đối với Đức Phật. Bởi vì Đức Phật là một sự thật, một nhân vật lịch sử rõ ràng, và Ngài là một bậc giác ngộ rõ ràng được ghi ở trong kinh điển. Và ngày nay còn lại là kho tàng tam tạng kinh điển là luật và luận chúng ta còn lại. Đặc biệt là kinh điển Bali trong nguồn gốc xa xưa, chúng ta còn lại những cái nguồn gốc đó. Những lời dạy nguyên nguyên đó chúng ta còn lại rất là nhiều. Và do vậy chúng ta phải cố gắng để tin và thực hành theo. Cái này không phải là mình miễn cưỡng, mà bởi vì Đức Phật là một bậc giác ngộ đã thanh tịnh, truyền đạt lại lời dạy của đó là pháp bảo. Cái thứ hai ở đây đó, chúng ta thấy rằng cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy đây là: này các tỳ kheo, so sánh với các pháp hữu vi hay vô vi, ly tham được xem là tối thượng đối với họ. Tức là kiêu mạn bị nhiếp phục, khác ái bị chế ngự, chấp nhận được nhổ lên, lưu chuyển, chấp nhận nhổ lên, lưu chuyển được cắt đứt, ái được diệt, ly tham đoạn diệt, niết bàn. Này các tỳ kheo, những ai có lòng tin tính thành nơi ly tham, nơi ly tham, những ai có ấy, những vị ấy có lòng tín thành nơi tối thượng, với những ai có lòng tin tối thượng, quả vị thục là quả tối thượng. Bây giờ đó, chúng ta thực hành giáo pháp á, một điều đó là ở trong kinh Pháp Cú có nói là ly tham á là pháp tối thượng, ly tham là pháp tối thượng. Như vậy thì Đức Phật Ngài, bởi vì Đức Phật Ngài hiểu là chúng sanh lặn hợp sanh tử luân hồi, đau khổ từ nhiều đời nhiều kiếp, phát xuất từ ở ái tham. Bởi vì ái tham á, chính đế là nguyên nhân đưa đến khổ đau. Cho nên cái người mà ly tham được là cái người đó đã chấm dứt được sự khổ đau. Mình nói ly tham nó có hai trường hợp. Một là ly tham tuyệt đối, hai là mình nói trong cái nghĩa tương đối. Ly tham ở trong cái nghĩa tuyệt đối hay là ly tham ở trong cái nghĩa tương đối. Trước nhất á, là chúng ta nói đến ly tham ở trong cái nghĩa tương đối. Cái nghĩa là tham, chính vì tham mà làm cho chúng ta phải khổ ở trong đời sống hiện tại này và tương lai. Bao nhiêu cái chuyện mà phát xuất từ ở cái tham. Vì vậy cho nên trong kinh Pháp Cú có dạy rằng tham ái sinh sầu, tham ái sinh lo sợ, ai dứt trừ tham ái không sầu đâu lo sợ.
À, như vậy thì cái người mà dứt được tha mái thì cái người đó không còn lo sợ, không còn khổ đau. Mà Đức Phật ngài biết rằng cái chính cái tham nó là khổ đau. Vì vậy cho nên một cái người mà ly tham trong cái nghĩa tương đối, ví dụ như bây giờ trong cái đời sống của chúng ta, chúng ta đừng có dính mắc những cái gì ở trong cái đời sống quá nhiều. À, chúng ta bỏ bớt, xả bỏ những cái sự dính mắc đó thì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái an lạc trong hiện tại. Chúng ta đã có sự an lạc rồi. Bây giờ chúng ta nói đến một điều nữa, đó là ly tham trong cái nghĩa tuyệt đối, tức là chỉ cho các cái bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh vô lậu, thì các ngài là hoàn toàn ly được tham. À, ly tham ở đây đó là đối với bậc A La Hán thì đoạn thời đoạn trừ năm thượng phần kiết sử, đó là gì? Dục ái, à, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Tức là những cái pháp đó, là ái sắc, ái vô sắc nó vẫn còn ái, à, còn ái trong sắc và lời vô sắc. Ừ. Nhưng mà khi mà đoạn trừ được ái sắc và ái vô sắc, à, dục ái thì trước đó là bậc A-la-hàm là đoạn tận rồi, nhưng bậc bà A-la-hán đoạn kế tiếp nữa là dục ái, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Thì từ đó vô minh là căn gốc của phiền não, ái tham là căn gốc của phiền não, chấp thủ là căn gốc của phiền não. Và vì vậy cho nên là một cái vị ly tham đó là cái người đã nhổ lên được những cái sự khổ hải, được nhiếp phục, nhổ lên hay là không còn lưu chuyển luân hồi, bởi bậc A La Hán mà không còn đoạn trừ, không còn luân hồi nữa mà. À, bậc A La Hán là gì? Là bậc A La Hán là bậc mà không còn tái hiện của năm uẩn nữa, bởi vì năm uẩn là nguyên nhân, là kết quả của khổ đau, à, kết quả của tham ái, kết quả của tham ái. Tham ái được đoạn tận thì không còn tái hiện của ngũ uẩn, à, tái hiện của ngũ uẩn. Điều này đó chúng ta còn phải 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 khi nào chúng ta thật sự là có chứng nghiệm, chứng nghiệm được những cái điều mà Đức Phật ngài dạy ở trong Tứ Đế, những pháp cần biết ngài đã biết, những pháp cần đoạn trừ ngài đã đoạn trừ, những pháp cần chứng đắc ngài đã chứng đắc, những pháp cần tu tập ngài đã tu tập. Do vậy Như Lai được gọi là bậc A La Hán khi mà Đức Phật đã trả lời cho ông Bà La Môn Kê Sa. Khi mà ông Bà La Môn Kê Sa thấy Đức Phật đi trên đường như vậy thì thấy ngũ quan sắc tốt, tướng hảo, đẹp, hỏi thầy ngài là ai, ngài tu pháp môn gì, thì Đức Phật ngài mới trả lời là những gì Như Lai cần biết, Như Lai đã biết, những gì cần đoạn trừ, Như Lai đã đoạn trừ, những gì cần chứng đắc, Như Lai đã chứng đắc, những gì cần tu tập, Như Lai đã tu lập tập. Do vậy Như Lai được gọi là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Có nghĩa là ngài nói gì? Chứng nghiệm về tứ đế trên cái gọi là thật trí, sự trí và tác trí. Thật trí là như thế nào? Đó là sự thật mà các ngài biết rõ khổ, à, tập, diệt, đạo, biết rõ. Thật trí là như vậy, bởi đó là sự thật, ngàn đời nó cũng là. Cho nên cái chữ sắc chá ở đây được gọi là sự thật. Sự thật, hay người ta còn gọi là đế, là sự thật. Đế là sự thật. Cho nên ở đây đó là khổ đế, các ngài cũng biết, tập đế cũng biết, đạo đế cũng biết, diệt đế cũng biết, à, biết rõ. Rồi sự trí là những pháp ngài biết được là khổ đế là cần phải biết. À, cái trí đó sanh khởi lên, khổ đế là ngài đã biết. Chúng ta thì biết cái khổ, biết cái rìa thôi, biết ánh nhấp thôi, biết cái ngọn thôi. À, biết khổ là cảm nhận của cái khổ, là do của chúng ta, đó là do chúng ta có cái cảm nhận của khổ, chứ chúng ta chưa có cái, chưa có một cái thẩm nghiệm ở trong cái khổ, thẩm nghiệm ở trong cái sự tu tập chứng đắc để thấy được cái sự khổ đó, à, thấy được cái sự khổ đó. Cho nên khổ đế là cái sự trí ở đây là biết khổ đế là pháp nên biết, là biết là như vậy đó. Rồi nên đoạn trừ
là tập đế là pháp cần phải đoạn trừ. Đoạn trừ. Ngài biết là tập đế không phải là để tu, mà pháp, tập đế là pháp cần phải đoạn trừ. Bởi vì sở dĩ khó khổ đau là do tham ái đế. Mà để chấm dứt được khổ đau thì phải đoạn trừ tập đế, hay là đoạn trừ tham ái. Đoạn trừ tham ái. Nếu mà chúng ta nói trong di diệu pháp khổ đế là gì? Khổ đế là 81 tâm hiệp thế. 81 tâm hiệp thế. Chúng ta lại trong bản niêu là những gì thấy hết sức là cơ bản. Cơ bản ha. 40 tâm siêu thế và 81 tâm hiệp thế đó. Chúng ta trừ ra 40 tâm siêu thế ra thì còn lại là những tâm đó là tâm khổ hiệp thế. Mà tâm hiệp thế là bộ gồm 54 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới, cộng tất cả là 81 tâm hiệp thế. Có nghĩa là tâm này nó luân chuyển, nó bao quanh, nó hiện khởi ở trong ba cội dục sắc và vô sắc. Vì vậy cho nên là khổ đế là nó hiện hiện ở đó. Mà tập đế là ái tham, tính là sở hữu tham ở trong nhóm tâm sở tham, sở hữu tham. Mà chính cái đó đó nó dẫn tới cái khổ đau này nè. Khổ đạo này. Diệt đế chính là chỉ cho Niết Bàn. Niết Bàn. Mà đạo đế tức là chỉ cho sở hữu bát chi đạo ở trong, nằm ở trong tâm đạo. Nằm ở trong tâm đạo. Sở hữu bát chi đạo là gì? Sở hữu bát chi đạo là chánh kiến, là sở hữu trí tuệ. Tư duy là sở hữu tâm. Chánh ngữ là sở hữu chánh ngữ. Chánh nghiệp là sở hữu chánh nghiệp, chánh mạng là sở hữu chánh mạng, chánh tinh tấn là sở hữu cần, chánh niệm là sở hữu niệm, và chánh định là sở hữu nhất hạnh. Số bát chi đạo này nó sẽ họp ở trong tâm đạo để đoạn trừ phiền não, để chấm dứt sanh tử luân hồi là như vậy. Cho nên đạo đế là pháp cần phải tu tập, cần phải trau dồi, cần phải phát triển. Đạo đế là vậy. Diệt đế là Niết Bàn. Như vậy thì các ngài hiểu được là thật trí là vậy, sự trí là vậy, và tác trí là những gì, điều gì cần làm thì các ngài đã thực hành trải qua hết. Trải qua hết. Đạo đế các ngài đã trọn vẹn. Mà ở trong kinh gọi đó là con đường phạm hạnh. Con đường phạm hạnh. Con đường phạm hạnh này là con đường tu tập đạo đế được viên mãn. Chữ viên là được đầy đủ đó, trọn vẹn. Mãn là được viên mãn, được gọi là tròn và viên mãn, trọn vẹn. Như vậy thì ở đây đó là gọi là một cái vị thực hành cái con đường đạo đế được trọn vẹn, được trọn vẹn. Như vậy thì bây giờ chúng ta nói rằng cái người mà ly tham, ly tham tức là cái người mà lìa xa được tham ái. Và cái người mà đìa xa lâm ái đó, thì cái người đã chứng được quả thánh nhân tùy theo bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh vô lậu, thì vị đó là hoàn toàn giải thoát. Cái quả vị đó là quả vị tối thượng đó. Trong kinh gọi đó là quả vị tối thượng đó. Chỉ có những người ly tham thôi. Ly tham mà chúng tôi thưa như khi nãy đó là ly tham trong cái nghĩa tương đối, và ly tham trong cái nghĩa tuyệt đối. Tuyệt đối là chỉ cho bậc A-la-hán, tương đối là chỉ cho con người phàm phu của chúng ta. Nếu chúng ta được một cái gì hết á, chấp giữ một cái gì hết á, bởi vì cái ái tham, cái gì mà do cái ái tham nó dắt dẫn chúng ta đó, thì chúng ta còn khổ đau. Nhưng mà cái nào mà chúng ta giảm bớt, bỏ bớt những sự chấp mê trong đó, những cái sự dính mắc ở trong đó, thì chúng ta đỡ khổ đau. Đỡ khổ đau là trong nghĩa tương đối. Còn đĩa tuyệt đối thì nghĩ chỉ cho cái quả vị thánh nhân, đặc biệt là quả vị A-la-hán, vị đó đã đoạn trừ phiền não. Bây giờ nói đến cái chi pháp thứ ba nữa là xin thưa quý vị, ở đây Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, so sánh tăng chúng hai hội chúng, tăng chúng đệ tử của Như Lai được xem là tối thượng, tức là bốn đôi tám vị chúng đệ tử này của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời.
Thì các tỳ kheo, những ai có lòng tin thành, tính thành đối với tăng chúng, đối nơi nơi tăng chúng, những vị ấy có lòng tín thành nơi tối thượng với những ai có lòng tín thành đối với tối thượng. Này các tỳ kheo, có ba quả dị thục tối thượng, ba quả dị thục tối thượng. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng nếu mà mình tin vào tăng chúng, cái tăng chúng ở đây là từ cái chữ sanh khát, tức là chỉ cho một tập thể, mà phải nói là bốn đôi tám vị. Phải nói rõ ở đây là bốn đạo, bốn quả, bốn đạo, bốn quả. Vì nếu bốn đôi ấy, thì chỉ cho sơ đạo và sơ quả. Nếu chúng ta học trong Di Diệu Pháp á, sát na của tâm đạo chỉ có một sát na thôi, nhưng mà được gọi đó là một người. Một người đó được gọi là người đạo, người sơ đạo. Cái thứ hai nữa là sau đó, sau sát na sơ đạo đó thì sẽ khởi lên cái sát na sơ quả, thì người đó được gọi là người sơ quả. Rồi bây giờ nhị đạo, sát na sơ đạo, nhị đạo, rồi đến sát na nhị đạo, rồi nhị quả. Sau sát na nhị đạo đó thì đó là vị, đó là một vị nhị quả, nhị quả. Rồi là tam đạo và tam quả, tứ đạo và tứ quả. Nếu nói đếm đôi thì có bốn đôi, sơ đạo sơ quả là một đôi, nhị đạo nhị quả là một đôi, đôi thứ hai, đôi thứ ba là tam đạo tam quả, đôi thứ tư là tứ đạo tứ quả. Và nếu nói là đếm chiếc thì có tám, hay gọi là tứ song bát bối. Tứ song là có hai cái đôi đó, và bát bối tức là chỉ cho tám người. Tám người là sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả. Như vậy tám vị tức là chỉ cho từng phần từng vị một, đạo quả đạo quả đạo quả. Tứ song bát bối là như vậy, bát bối là như vậy. Như vậy thì một người mà kính lễ Thế Tôn, kính lễ tăng chúng, kính lễ tăng chúng và khởi cái niềm tin. Niềm tin là chúng tôi nên nói nè, niềm có hai cái đặc tính. Chữ sát tha ở đây chỉ cho lòng tin của mình, với lòng tin mà lòng tin chân chánh, hay gọi là chánh tín, chống chánh tín, chứ không phải là một cái lòng tin đụng cái gì cũng tin, việc gì cũng tin, ai cũng tin, tín ngưỡng nào cũng tin, cái gì cũng tin, thì cái đó không nên. Mà ở đây niềm tin chân chánh, đặc biệt là tin đối với Đức Phật, đối với giáo pháp của Đức Phật, và ở trong trường hợp này thì tin đối với bốn đôi tám vị đó, bốn đôi tám vị. Bởi vì những vị thánh đệ tử của Đức Phật là có cái gì thì gọi là tăng chúng, thường thường đó là mình tụng Supatipanno Phagavato Sāvakasaṅgho Uccupatipanno Phagavato Sāvakasaṅgho Nyayapatipanno Phagavato Sāvakasaṅgho Uccupatipanno Phagavato Sāvakasaṅgho Sammicchipatipanno Phagavato Sāvakasaṅgho. Có nghĩa là một bậc thiện hạnh, một bậc trực hạnh, một bậc như lý hạnh. Thiện hạnh là bậc đã tu tập các cái thiện xảo ở trong thực hành những cái pháp đưa đến. Bậc trực hạnh là bậc mà tự mình chứng ngộ những điều mà Đức Phật đã dạy, tu tập thực hành theo để chứng ngộ. Như lý hạnh ở đây là đúng sự thật, đúng sự thật, một bậc giác ngộ. Thì ở đây chúng tôi giải thích sơ như vậy để quý vị thấy rằng, nói rằng là một người mà có cái lòng tin đối với bốn đôi tám vị này, tức là chỉ cho các vị thánh tăng nha, chỉ cho các vị thánh tăng, thì những cái vị này là những vị đáng tôn kính, đáng kính trọng, đáng được cung dường, đáng được chắp tay, đáng được lễ bái. Và những vị này là ruộng phước vô thượng ở đời. Điều này đó, chúng ta thấy rằng khi mà các vị thánh mà có mặt ở nơi nào đó, đi khất bịch thực, trì bình khất thực, hay đi thuyết pháp độ đời dân du đây đó,
thì mang lại cái sự an lạc cho người rất là nhiều. Nếu một người nào đó, một chúng sanh nào đó được đảnh lễ, được cúng dường, thì cái người chúng sanh đó được phải nói rằng là được phước báo rất là lớn, phước báo rất là lớn. Vì vậy cho nên là khi một người mà lễ bái ngài, các ngài rồi đảnh lễ và thực hành theo lời dạy của ngài, thì cái người đó được lợi lớn nha. Sa môn trú ở nơi nào, dân cư chúng ấy biết bao an lành. Sa môn ở đây là chỉ cho các cái bậc thánh, chỉ cho các bậc thánh. Sa môn trú ở nơi nào, dân cư chúng ấy biết bao an lành. Tức là ở đâu các ngài giống như là, hoặc là trong pháp cú ví dụ giống như, như ông lấy mật hoa thanh, chẳng làm tổn hại sắc sinh hương nồng, mùi hương hoa quý tiết ra, khó bề ngược gió bay xa cấp cùng, mùi hương đức hạnh ngát lừng, mặc dù ngược gió bay cùng bốn phương. Tức là sa môn chỉ cho các bậc thánh, mà các ngài đi ở cái xứ nào đó giống như là đi trì bình khất thực đó, thì giống như là như ông lấy mật hoa thanh, chẳng làm tổn hại sắc sinh hương nồng. Các ngài chỉ đi trì bình khất thực với cái lòng tịnh tín của người khác cho các ngài, cúng dường cho các ngài, không có làm tổn hại bất cứ ai, bởi vì lòng tín của họ cúng dường cho các ngài, chứ các ngài cũng không có xin xỏ, cũng không có gọi là cưỡng đoạt hay là tất cả cái gì, mà đều mang lại cái sự an lạc cho muôn loài. Vì vậy chứ Đức Phật ví dụ là một vị sa môn đi trì bình khất thực như là một con ong lấy mật hoa thanh thôi, chứ không có làm tổn hại sắc sinh của nó, tức là không tổn hại cái sắc của hoa, sắc diện của hoa. Chúng ta lưu ý như vậy. Như vậy thì ở đây, khi mà mình kính tin đối với bốn đôi tám vị này, tức là chỉ cho bậc thánh. Bởi vì sao? Những vị này là những vị trực hạnh, những vị thiện hạnh, những vị như lý hạnh, tức là thực hành theo giáo pháp của Đức Phật và đã giác ngộ thấy giáo pháp của Đức Phật. Giác ngộ Đức Phật. Trong kinh cúng dường phân biệt thí thuộc Trung Bộ Kinh á, thì Đức Phật ngài dạy như thế này nè. Trong đó ngài dạy như thế này, ngài nói có 44 trường hợp cúng dường, từ cái việc cúng dường cho Đức Thế Tôn, rồi cúng dường cho Đức Phật độc giác, cúng dường cho Đức Phật toàn giác độc giác, hay là cúng dường cho các vị thánh tinh văn, hay là cúng dường có lưỡng phái tăng ni mà có Đức Phật chứng minh, rồi cúng dường cho những vị tu đà quần đạo, tư đà hàm đạo, a na hàm đạo, tư đà hàm đạo quả, rồi tu đà quần đạo quả đó, rồi những vị mà chứng thiền, những vị chứng thiền, những vị thương thiền, rồi những vị đắc giới, rồi những vị mà có giới nhiều, rồi những vị có giới ít, rồi những người có một hai giới, rồi những người mà chúng sanh không có giới. Thì trong 14 trường hợp đó thì cái cúng dường cho lưỡng phái tăng mà có Phật chứng minh chẳng hạn, hoặc là cúng dường cho Đức Phật độc giác toàn giác chẳng hạn, thì 14 trường hợp đó chúng ta sắp theo thứ tự từ trên xuống đều là có phước, nhưng mà cái phước nó khác nhau, cái phước nó khác nhau. Nhưng mà ở đây chúng tôi không có kể ra hết mà chỉ nói 14 trường hợp đó, thì ngay cả những cái người mà chứng sơ đạo sơ quả, những người chứng thiền cũng có phước đó. Thì phước đó không bằng so với người chứng đạo quả. Mà những vị mà diệt sạch phiền não nhiều chừng nào hết chừng nào, thì vị đó hoàn toàn là khi chúng ta được cúng dường chắp tay đảnh lễ thì cái phước vô thượng. Nhưng mà một điều đó là Đức Phật nhấn định, khẳng định một điều đó là Như Lai chưa tuyên bố khá cá nhân tuyển thí lại phước thù thắng hơn tăng thí. Như vậy thì Đức Phật muốn đề cao cái việc gì? Cúng dường đến tăng chúng, cúng dường đến tăng chúng, tập thể tăng chúng phước lớn lắm. Phước cúng dường đến tăng chúng, tập thể tăng chúng phước lớn lắm. Phước lớn lắm. Và trong đó Đức Phật ngài nêu ra 4 trường hợp. 4 trường hợp: người nhận thanh tịnh mà người cho không thanh tịnh, người cho thanh tịnh mà người nhận không thanh tịnh, người nhận không thanh tịnh người cho cũng không thanh tịnh,
và người nhận thanh tịnh và người cho cũng thanh tịnh. Thì muốn đề cao cái việc gì? Cái người cho mà cũng thanh tịnh, tức là mình có tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ, mình có tu tập, rồi mình cúng dường cho một cái đối tượng nào đó, thì đối tượng đó cũng là một đối tượng thanh tịnh, đặc biệt là đối tượng thanh tịnh. Cho nên cái người mà được chắp tay lễ bái, cúng dường và khởi cái niềm tin đối với cái vị mà chỉ cho các cái bậc mà bốn đôi tám vị này, tức là sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả, thì cái phước báo rất là lớn. Xin thưa quý vị là như vậy. Như vậy thì ở đây, trong cái bài kinh này dạy cho ba trường hợp. Trường hợp là khởi cái niềm tin đối với Đức Phật. Trường hợp thứ hai là cái người mà tu tập thực hành theo lời dạy của Đức Phật mà làm sao được ly tham đó, thì cái đó là cái quả tối thượng. Cái quả tối thượng. Chúng ta nói quả ở đây có nghĩa là nói, chúng ta hiểu giống như là tương đối, có nghĩa là quả thiện, quả ác, nhưng mà mình nói cái quả, tức là cái kết quả của cái điều đó đó, thì là do mình ly tham đó mà từ đó chế ngự hoặc đoạn tận cái tham ái, không còn khổ đau. Và cái chi pháp thứ ba Đức Phật ngài nói là mình có cái lòng khởi cái niềm tin đối với bốn đôi tám vị đó, tức là chỉ cho sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả. Và khi đó mình được đảnh lễ, được cúng dường, đáng tôn trọng, đáng chấp tay, đáng đảnh lễ, đáng cúng dường là chư thiên, là một cái ruộng phước vô thượng ở đời. Thì trong cái kệ ngôn này thì Đức Phật ngài dạy nào, những ai có lòng tin, lòng tín đối tối thượng, nơi tối thượng chính là sự rõ biết, biết chánh pháp tối thượng. Những ai có lòng tin, những ai có lòng tin nơi Đức Phật tối thượng, bậc tối thượng xứng đáng được cúng dường. Những ai có lòng tin nơi chánh pháp tối thượng, những pháp rời bỏ tham, an tịnh thật tịnh lạc. Những ai có lòng tin nơi tăng chúng tối thượng, những ruộng phước công đức, những thượng vô thượng, vô thượng không gì hơn. Những ai đã bố thí với đối tượng tối thượng, công đức được tăng trưởng, tăng trưởng đến tối thượng, thọ mạng được tăng trưởng, dung sắc cũng tối thượng, danh vọng tiếng đồn tốt, an lạc và sức mạnh, bậc trí có bố thí vị tối thượng, vị định tĩnh thiền định trong chánh pháp tối thượng, chư thiên hay loài người đạt được sự tối thượng, họ sung sướng hân hoan. Ý nghĩa này đã được Đức Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Như vậy thì tóm lại đó là ba cái chi pháp mà hôm nay chúng ta học. Thứ nhất là chúng ta khởi cái niềm tin đối với Đức Phật, một bậc Như Lai chánh đẳng chánh giác, làm sao chúng ta khởi được cái niềm tin đó. Cái thứ hai nữa đó là làm sao chúng ta tu tập nghe và hiểu, là thực hành ly tham, tức là tu tập theo giáo pháp của ngài để chúng ta được ly tham. Đó là cái quả tối thượng. Cái thứ ba nữa đó là chúng ta khởi niềm tin đối với tăng chúng. Mà niềm tin á, nó có hai cái đặc tướng. Thứ nhất á là hướng đến cái đối tượng, hướng đến đối tượng. Bởi vì mình nghĩ cái đối tượng đó, cái đối tượng ở đây là đối tượng là gì? Đối tượng là Đức Phật, đối tượng là giáo pháp của Đức Phật. Thay vì chỗ này nói là giáo pháp nhưng mà không nói giáo pháp, mà những ai thực hành theo lời dạy của Đức Phật, người đó ly tham được, thì cái quả nó tối thượng là như vậy. Cho nên là lòng tin á là hướng, cái đặc tướng thứ nhất á, đặc tính thứ nhất á là luôn luôn hướng đến đối tượng. Cái thứ hai là mình nghĩ cái đối tượng của mình á là trong sáng thanh tịnh, nó làm cho cái nội tâm mình được an tịnh. Đó là cái đặc ứng của lòng tin. Cho nên khi mà mình khởi lòng tin đến đối tượng nào thì mình luôn luôn nghĩ cái đối tượng đó là tốt đẹp, luôn luôn nghĩ cái đó. Bởi cái lòng tin là tốt đẹp, và chính cái lòng tin đó làm cho cái nội tâm mình được an tịnh. Được an tịnh là như vậy. Thì chúng tôi xin có vài cái lời ý nghĩa để giảng cái bài học hôm nay. Trước khi dứt lời đó thì chúng ta cũng biết trong cái thời gian này Đại Đức Pháp Tính cũng mới vừa qua đời, cho nên rằng
chúng tôi cũng xin hưởng nguyện phần phước này đến với đại đức Phật Tính, giác linh đại đức Phật Tính. Mong rằng đại đức ở cảnh giới nào cũng được quan hỷ tùy hỷ cái phước báo mà chư tăng và Phật tử chúng ta hướng nguyện đến, để rồi tiếp tục tu tập bổn túc pháp độ ba la mật để sớm được giác ngộ giải thoát trong tương lai. Xin hiến nguyện phần phước này đến giác linh của đại đức Phật Tính, và cũng xin chia phước này đến cho các vị chư thiên ngự nơi nhị chùa của nơi chư tăng ở, và nơi nhà của quý vị hộ trì cho tất cả chúng ta luôn luôn được sự an lạc, để chúng ta tinh tấn tu tập ở trong chánh pháp của Đức Phật, tìm cái nguồn an vui an lạc cho mình. Và cuối cùng mà chúng tôi xin chia điều quả phước tất cả. Dạ, sa thu lần thầy, chúng con xin được thành kính tri ân thượng tọa Pháp Tân đã từ bi hoan hỷ thuyết giảng kinh bộ ý tí bút ta cho đến hàng Phật tử chúng con, để chúng con hiểu học và hành theo cho sự lợi ích, sự tiến hóa. Chúng con xin được thành kính tri ân thượng tọa Pháp Tân. Dạ, con xin được thay mặt đại chúng cung thỉnh đại đức Minh Hạnh từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đông sâu thời Pháp. Nam mô Phật thai. Con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh ạ. Avato sappamangalang rakkhanto sappe devata sappabuddha anupavena sada sati kamantute. Avato sappamangalang rakkhanto sappe devata sappadhamma anupavena sada sati kamantute. Avato sappamangalang rakkhanto sappe devata sappasangha anupavena sada sati kamantute. Tất cả phương pháp hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả vô tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lần thầy, chúng con xin được thành kính tri ân đến đức Minh Hạnh rất từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đồng sau khi mẹ pháp. Và thân hàng xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hồi hướng. Ya te vada san ti vihara vasini tu pe khare po ti khare ta hing ta hing ta khamada ne na pavan tu pu chi ta so ting karun te ta vihara mandale Thế ra cha ma cha na va ca cha pi kha vô Sa ra mi ca da na pa ti ho pa sa ca Kha ma cha de sa ni kha ma cha ye sa ra Sa pa na phu ta su khi ta pa van tu te Cha la bu cha ye pi chan da sam pa va Sang se da cha ta ta vô pa pa ti ka Niya nikang thamma varang pati jate Sabe piduka sakaron tu sangkhayam Tatu jirang satang thammo Thamma thara japukhala Sangho ho tu samakhova Ataya jahitaya jah Amherakatu satammo Sabe pitamma jarino Putting some papunayama, tama ariya.